chào chị ạ. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào quý vị khán giả đang xem VTV. Tôi là Hoa, là giáo viên đến từ trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ạ. Vâng ạ. Chị là một giáo viên ạ. Dạ vâng ạ. Chị dạy môn gì ạ? Em dạy toán lý. Bây giờ thì xin mời chị lên ghế nóng, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp ạ. Mời chị. Chị là cô giáo dạy toán cho học sinh lớp mấy ạ? Dạ em là giáo viên dạy toán lý cho học sinh cấp trung học cơ sở. Chị dạy toán như vậy cho các bạn lứa tuổi nó cũng hơi ương ương như thế thì có những kỷ niệm nào không ạ? Dạ có rất nhiều kỷ niệm từ khi mới ra trường cũng có, mà đến bây giờ 23 năm công tác thì này càng có nhiều kỷ niệm với các cái học trò hơn. Và đặc biệt là có những cái kỷ niệm với học sinh ở vùng sâu vùng xa. Các cháu là tương đối ngoan nhưng mà ở đấy là học lực thì chưa được bằng ở các vùng trung tâm, nhưng mà qua tiếp cận của các em và cuối năm thì bản thân em là giáo viên dạy toán của lớp 9 và được nâng thứ hạng lên 12 bậc so với năm ngoái của trường. Vâng, xin chúc mừng chị ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng chị. Chị có viết ở trong bản đăng ký của mình, em thấy là rõ ràng chị là một người cũng khá lãng mạn. Chị thích chơi hoa lan, dậy sớm chăm hoa lan, lại còn đánh cả bóng bàn, cầu lông, rồi lại còn hát nữa. Chị có ở trong đội văn nghệ của trường không ạ? Dạ, có ở trong đội, nhưng mà ở trong đội văn nghệ là trên tinh thần cổ vũ là chính thôi. Con hát thì thích hát, nhưng mà hát chưa được hay. Và hát chưa hay nhưng mà thích hát gì ạ? Vâng ạ. Vâng, thì xin mời chị hát một đoạn cũng được. Vâng. Thì được lên chương trình, em xin hát bài bài ca Người giáo viên nhân dân. Bài ca Người giáo viên nhân dân. Vâng. Vâng ạ. Xin mời chị. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rát lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tấm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ, như chim bay về khắp miền. Em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Hay quá. Vâng. Em nhớ ngày xưa mà ở trong lớp mà hôm nào mà cô giáo mà hát là bọn em vui lắm. Yeah. Vì là hôm nào mà cô giáo hát là cô giáo vui, cô giáo đỡ kiểm tra miệng. Vâng. Chứ mà đoạn đầu mà cô giáo kiểm tra miệng căng thẳng hơn là cô giáo bảo hôm nay cô giáo muốn hát một bài. Yeah. Ngày xưa lớp em thích nhất là những cô giáo mà hay hát. Vâng. Hôm nay chị đến chơi với chương trình cùng với ai ạ? Hôm nay thì đến chơi với chương trình có học trò cũ và các bạn đồng hướng ở đang sinh sống ở Hà Nội. Vâng. Còn ngoài ra thì có một cô giáo ở trong trường đi cùng với tôi ra đến đây là cô giáo Nguyễn Thị Thanh. Vâng ạ, xin chào chị Thanh ạ. Xin chào anh Đinh Tiến Dũng. Vâng. Chào tất cả khán giả trường quay ạ. Vâng ạ. Chị Thanh là dạy môn gì ạ? Em dạy môn ngữ văn ạ. Tức là cô Thanh Văn và cô Hoa Toán là dạ. Hôm nay hai cô đồng hành với nhau là đi song kiếm hợp ích đi thi chương trình Ngân Lạc Triệu Phú. Vâng. Dạ. Chị cứ sẵn sàng trên đấy, lúc nào mà chị Hoa cần tới thì em sẽ mời chị xuống dưới đây. Dạ dạ. Dạ vâng. Dạ. Và thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là Triệu Phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Tàu hỏa là phương tiện hoạt động trên loại đường giao thông nào? Đường bộ, đường hàng không, đường sắt hay là đường thủy? Xin mời chị. Tôi xin chọn đáp án C, đường sắt ạ. Đường sắt, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 2. Lá nào sau đây có kích thước lớn hơn cả? Lá me, lá chanh, lá khế hay là lá sen? Xin mời chị. Tôi xin chọn đáp án D, lá sen ạ. Vâng. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Loài vật nào được nhắc đến trong câu thành ngữ 3 chấm quen đường cũ? Bò, ngựa, mèo hay là gà? Xin mời chị. Tôi xin chọn đáp án B, ngựa quen đường cũ. Ngựa quen đường cũ, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 4.
đâu là tên của một trong 12 chòm sao Hoàng đạo? Bảo Bình, Bảo Dưỡng, Bảo Vật hay là Bảo Bối? Xin mời chị. Tôi xin chọn đáp án A, Bảo Bình ạ. A, Bảo Bình, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 5. Ngôn ngữ nào được coi là ngôn ngữ của bầu trời vì tất cả các phi công dù mang quốc tịch nào cũng đều sử dụng trong các chuyến bay quốc tế? Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hay là tiếng Đức? Xin mời chị. Đáp án của tôi là A, tiếng Anh ạ. A, tiếng Anh, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chị. Vâng, và chị đã vượt qua được 5 câu đầu tiên. Trải qua 5 câu chị thấy thế nào? Có hồi hộp lắm không? Bớt hồi hộp rồi ạ. Thực ra là cũng dần dần thì đoạn sau khi mà chị tập trung vào câu hỏi thì cái hồi hộp của mình nó cũng quên mất lúc nào không hay. Vâng. Chị đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của chị bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, chị sẽ có thêm một quyền trợ giúp. Đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Và chị vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Chị sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Cây gậy Asclepius được xem là biểu tượng của ngành nào? Thương mại, xây dựng, y hay là giáo dục? Xin mời chị. Chị có nhớ biểu tượng của 4 ngành này không? Tôi nhớ biểu tượng của ngành y. Biểu tượng ngành y có cái gì ạ? Là có cây gậy, có con rắn. Rồi ạ, còn thương mại, xây dựng và giáo dục thì sao? Ngành giáo dục thì không, ngành giáo dục biểu tượng khác. Còn ngành xây dựng với ngành thương mại, tôi tin vào trực giác của tôi. Tôi nghe cái từ cây gậy thì tôi nghĩ đến là ngành y. Và đó chính là biểu tượng của ngành y. Tôi xin chọn đáp án C. C, ngành y. Và phương án C là phương án chính xác. Xin chúc mừng chị. Có rất nhiều cách giải thích về biểu tượng này. Asclepius là một thần y trong thần thoại Hy Lạp, thường đi chữa bệnh với cây gậy có một con rắn quấn quanh. Biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy của ông tượng trưng cho sự thông thái và khả năng chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Đây là cách họ lý giải như vậy. Và chị đã đúng khi chị nhớ đến cây gậy ở trong cái biểu tượng của ngành y. Như vậy là chị đã vượt qua câu số 6, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và chị vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Chị sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Loài hoa nào được nhắc đến trong bài thơ Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính? Hoa cau, hoa bưởi, hoa chanh hay là hoa sen? Xin mời chị. Tôi đang phân vân ở đáp án A, đó là hoa cau. Chị có nhớ câu nào của bài Chân Quê không? Rồi. Chính. Vậy thì mình sẽ cân nhắc đến các quyền trợ giúp. Vâng. Chắc là tôi xin sự trợ giúp của ban đồng hành với tôi là cô vâng Thanh. Ạ. Vâng ạ, xin mời chị Thanh ạ. Vâng, xin mời chị xuống đây. Xin mời chị đứng bên cạnh đây ạ. Vâng, rồi mời hai chị bàn bạc với nhau. Chị có thể hát bài này. Chị có thể hát bài này luôn. Được. Vâng. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mộ quà, cái quần nai đen, nói ra sự mất lòng em. Van em hãy giữ nguyên quê mùa, như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Nhưng vẫn chưa thấy hoa chanh nở vâng giữa vườn chanh, thấy u minh với chúng mình chân quê. Vâng, đấy. Vâng, lần đầu tiên chương trình hay là Triệu Phú có phần trợ giúp người đồng hành bằng bài hát. Vâng. Vậy qua sự đồng hành và sự thảo luận của hai người thì tôi xin chọn đáp án C là hoa chanh. C, hoa chanh. Em nghĩ có khi là chị Thanh phải hát bài khác thôi. Bởi vì phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa.
Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã quyết định nhờ đến người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành đã gửi tặng chương trình một bài hát. Và ở đoạn cuối của bài hát đã có một gợi ý cho câu trả lời. Người chơi đã quyết định chọn phương án C là hoa chanh. Và hoa chanh là một phương án chính xác. Xin chúc mừng hai chị. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh. Với sự trợ giúp đầy tính nghệ thuật của người bạn đồng hành, chị đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của chị bây giờ là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Và chị còn 3 quyền trợ giúp nữa. Chị sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Tuyến đường cao tốc Hà Nội Lào Cai không đi qua địa phận tỉnh thành nào sau đây? Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang hay là Phú Thọ? Xin mời chị. Ở đây tôi thấy phân vân giữa hai đáp án, đó là D là Phú Thọ và C là Tuyên Quang. Chị đang phân vân giữa hai phương án C và D. Vâng ạ. Chị nghiêng về phương án nào nhiều hơn? Thì nghiêng về ở phương án Tuyên Quang, nhưng mà chưa dám chắc. Chưa dám chắc. Vâng. Cho tôi xin lựa chọn trợ giúp 50-50. Trợ giúp 50-50. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Còn Vĩnh Phúc hay Tuyên Quang? Phương án của tôi lúc này là C và D, mà bây giờ là đã bỏ đi phương án D thì tôi xin chọn đó là đáp án C, Tuyên Quang. C, Tuyên Quang. Đường cao tốc này đi qua 5 tỉnh thành, đó là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai, không có Tuyên Quang. Xin chúc mừng chị. Vâng, chị đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của chị bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Chị vẫn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Và cứ coi như là tiến độ của chị em mình là cứ mỗi một câu nữa mình dùng một quyền trợ giúp. Vâng. Thì là nhiều khả năng là mình sẽ chạm đến câu số 10. Vâng. Và chị sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Giải Nobel Văn học năm 2022 đã được trao cho nữ nhà văn người nước nào? Pháp, Anh, Đức hay là Cộng hòa Séc? Xin mời chị. Trong câu hỏi này thì xin phép được sự trợ giúp của gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân? Vâng. Vâng ạ, chị sẽ gọi điện cho ai? Cho thầy giáo Nguyễn Văn Chiến. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với thầy Chiến ạ. Rồi, có tín hiệu đây rồi ạ. Alo, xin chào thầy Chiến ạ. Vâng ạ. Tôi là Dũng đang gọi cho thầy từ chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. À vâng, chào anh Dũng, vâng. Vâng, tôi đang ngồi với cô Hoa và cô Hoa đang gặp một chút khó khăn, muốn nhờ sự trợ giúp của thầy Chiến ạ. Thầy cho sẵn sàng cô Hoa đến câu bao nhiêu rồi anh Dũng ơi? Dạ câu này cao lắm rồi, vâng, tôi không nói được cụ thể. Vâng, anh sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ, vâng. Vâng ạ, và hai thầy cô sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 vâng. Giây, bắt đầu. Giải Nobel Văn học 2022 đã được trao cho nữ nhà văn người nước nào? Á, Pháp. Giải Nobel Văn học của 2022 của nhà văn nữ trao cho người nước nào? Người nước nào? Giải Nobel Văn học năm 2022 đã được trao cho nữ nhà văn người nước nào? Á, Pháp, B, Anh, C, Đức, D, Cộng hòa Séc. Nữ, người nước nào? À. Sự trợ giúp vừa rồi không hiệu quả. Vâng.
Bây giờ tôi xin được sự trợ giúp cuối cùng là hỏi nhà thông thái. Vâng ạ, đành phải thế thôi. Chúng tôi sẽ phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào. Vâng, người chơi của chúng tôi đang gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng. Dạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Giải Nobel văn học năm 2022 đã được trao cho nữ nhà văn người nước nào? A. Pháp, B. Anh, C. Đức, D. Cộng hòa Séc. Một nữ nhà văn rất lớn tuổi. Đúng rồi, hơn 80. Người Pháp. Người Pháp đáp án A. Có tên đầu tiên bắt đầu bằng chữ A, em không nhớ tên của bà, nhưng chắc chắn là người Pháp. Chuẩn luôn. Vâng. Các anh chị tư vấn cho chị phương án A, Pháp. Vâng ạ. Bây giờ là quyết định của chị. Em xin cảm ơn hai nhà thông thái và em xin được chọn đáp án như hai nhà thông thái đã tư vấn, đó là đáp án A, Pháp. Pháp. Và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng chị. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng anh chị. Là một lần nữa anh chị đã tư vấn đúng cho người chơi của chúng tôi. Và cũng may là sự kiện này cũng mới xảy ra thôi. Bởi vì cái bà Ani này không phải là một nhân vật mà quá nổi tiếng. Không phải là quá thân thuộc với độc giả người Việt Nam. Cho nên là may mắn là cập nhật ở trên tình hình thời sự mới nhất. Xin cảm ơn anh chị rất em nhiều. Em xin cảm ơn hai nhà trợ giúp thông thái. Nữ nhà văn Pháp Ani Arnaud đoạt giải Nobel văn chương năm nay vì lòng dũng cảm và sự nhạy bén mà bà đã dùng để khám phá ra gốc rễ sự ghẻ lạnh và những hạn chế chung của ký ức cá nhân. Và vừa rồi với hai quyền trợ giúp, chị mới vượt qua được câu số 9. Phần thưởng bây giờ của chị đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của chị sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Nhưng mà chị không còn quyền trợ giúp nào nữa. Chị sẵn sàng đến với câu số 10 chưa ạ? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Trong bức tranh dân gian Đông Hồ, Thiên Hạ Thái Bình có hình ảnh loài chim nào? Xếu, công, hạc hay là phượng? Xin mời chị. Tôi nghiêng về phương án xếu hoặc là hạc. Xếu hoặc là hạc, tức vâng. Là A hoặc là C. Vâng. Vâng, tại sao ạ? Hình như là tôi được từng xem tranh Đông Hồ. Vâng. Nhưng mà cái tên của bức tranh đó là không biết có phải là Thiên Hạ Thái Bình không. Nhưng mà trong cái tranh Đông Hồ thì tôi thấy là có hình ảnh xếu hoặc hạc. Tiếc quá, giá như bây giờ mà còn quyền gọi điện thoại chẳng hạn thì có thể là chị em mình vâng. Sẽ có căn cứ cho câu này. Nhưng hiện nay mọi căn cứ đều khá mù mờ. Vâng. Bây giờ chị sẽ có hai lựa chọn. Một, chị bảo hiểm chọn một trong hai phương án xếu hay hạc mà chị đang nghiêng về. Nếu chị thành công, chị lên mức tiền thưởng 22 triệu đồng. Nhưng nếu sai, chị sẽ về mức tiền thưởng 2 triệu đồng. Còn một phương án thứ hai, mình chọn dừng cuộc chơi đây, bảo toàn 14 triệu. Chị chọn phương án nào? Tôi chọn phương án là xin dừng cuộc chơi tại đây. Dừng cuộc chơi tại đây? Vâng. Vâng ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay tới chị. Vâng. Chị quyết định dừng cuộc chơi. Phần thưởng của chị chắc chắn là 14 triệu đồng. Nào, bây giờ chị em mình sẽ chọn. Ở hai phương án A và C thì tôi nghiêng về phương án xíu trong bức tranh Thiên Hạ Thái Bình. Phương án A. Và trong câu này thì phương án chính xác là phương án B là công. Có thể cái bức mà chị nhìn không phải là bức này. Để em đọc cụ thể. Tranh Thiên Hạ Thái Bình thuộc thể loại tranh Tết chúc tụng trong dòng tranh dân gian in khắc gỗ Đông Hồ. Tranh mang hình ảnh một con công có nhiều màu sặc sỡ, đứng dang hai cánh bên gốc hoa hồng, ngụ ý cho đất nước thịnh vượng. Vâng. Và vừa rồi quyết định dừng cuộc chơi của chị là một quyết định em nghĩ là rất hợp lý, rất sáng suốt. Khi mình không biết cụ thể thì mình dừng lại. Và chị bảo toàn được phần thưởng 14 triệu đồng của mình. Chị có ghi ở trong bản đăng ký là chị sẽ dùng tiền này để còn mở một tủ sách nữa.
Vâng. Cụ thể như nào ạ? Hiện tại dư ở trường tôi cũng phát động làm cả cái tủ sách. Vâng. Tôi sẽ dùng số tiền này là mua một cái tủ nhỏ và kỷ niệm lại cho lớp tôi đang chủ nhiệm và mua một ít đầu sách. Thì về đây chắc chắn các cháu sẽ rất chi là ưa thích ạ. Vâng. Và cảm ơn chị về tình cảm đấy, cũng như là cảm ơn chị về phần chơi ngày hôm nay. Vâng. Vâng, chị đã có một phần chơi rất nhiều cảm xúc, đồng thời là đặc biệt có cả bài hát ở đoạn đầu nữa. Và thêm cả chị Thanh xuống hỗ trợ cũng hát bài nữa. Vâng, chương trình lãi quá, vâng, có thêm hai bài hát. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Và vừa rồi thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên, đồng nghĩa là chương trình ngày hôm nay đã kết thúc. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và gặp thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị. Vâng.